Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách nấu chân trâu đen bằng nồi cơm điện. Thì đầu tiên các bạn là đun sôi nước. Thì ở đây mình cái nồi cơm điện của mình là 1.8 lít, thì mình sẽ đun một cái bình siêu tốc 1.8 lít này đầy. Sau đó mình đun sôi, sau đó mình sẽ cho vào cái nồi cơm điện và mình nấu nó sôi lại. Sau đó mình khi nó sôi lên thì mình sẽ cho chân trâu vào. Thì tương đương với 2 lít nước. Thì 2 lít nước này thì các bạn đổ là 2 ly chân trâu là cái size 500ml ấy. Thì là nó sẽ được một cái nồi chân trâu như trên video này. Thì khi các bạn cho chân trâu vào thì là tầm khoảng 2-3 phút thì nó sôi lại, thì các bạn mở ra và khuấy đều cho tất cả các cái hạt nó ra. Đấy, mình khuấy cho tất cả các cái hạt nó tách rời ra. Sau đó thì là mình sẽ làm nấu cái nồi chân trâu này trong vòng 10 phút. Thì mình sẽ bấm đồng hồ là 10 phút, và trong quá trình nấu thì mình sẽ mở nắp nồi, mình không có để lại. Thì ở đây là mình nấu là chân trâu đen Đài Loan hiệu của Andes. Thì trong quá trình nấu ấy thì là mình thường xuyên tầm khoảng 2-3 phút thì mình sẽ khuấy một lần để cho cả cái hạt này nó tách rời ra, không có bị gì nhau. Thì cái nồi cơm điện này thì các bạn có thể là nấu chân trâu đen wing. Nhưng mà cái chân trâu đen win ấy thì là nấu nó sẽ lâu hơn. Nó thời gian nấu của nó sẽ là 15 phút. Thời gian ủ của chân trâu win là 20 phút. Thì còn cái chân trâu đen Đài Loan hiệu Andes này ấy, thì mình chỉ nấu 10 phút thôi, và thời gian ủ là 15 phút. Thì nó sẽ nhanh hơn. Về độ dai dẻo thì mình thấy là cái chân trâu đen Đài Loan hiệu Andes này thì nó sẽ dai dẻo, với lại là hạt nó vừa. Còn cái chân trâu win ấy thì là cái hạt của nó hơi to, thì mình không có thường xuyên sử dụng cái loại đó. Thì bây giờ đã là thời gian 10 phút là đã hết rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt cái nồi này. Mình tắt nồi và mình rút điện luôn. Sau đó mình sẽ ủ trong 15 phút. Các bạn lưu ý là sau khi mình ủ 15 phút xong thì các bạn đem đi rửa qua nước lọc, qua nước lạnh ấy. Thì là mình sẽ rửa cho nó sạch đi, rồi là xong mình sẽ là ngâm với nước đường. Các bạn không nên là sử dụng lại cái nước đang nấu này nhé, bởi vì nếu mà sử dụng lại cái nước đang nấu này ấy, thì là khi mình cho đường vào thì là cái chân trâu này nó sẽ mềm, là nó không còn dai nữa, thì là nó sẽ không ngon giống như là mình cho qua nước lạnh. Thì bây giờ mình sẽ là đem đi tráng qua với nước lạnh. Qua bằng nước lạnh thì mình sẽ loại bỏ đi được cái chất tạp bẩn, những cái chất nhầy của cái chân trâu này, còn với những cái hạt mà nó bị bể nửa thì mình cũng sẽ loại bỏ được luôn. Đấy, thì mình đã rửa xong, thì đây là cái chân trâu nó đen. Còn cái chân trâu mà nếu mà còn các bạn trừ lại cả cái nước của nó ấy, thì là nó sẽ là cái màu nâu thôi, chứ nó không được đen xì giống như trên video này. Sau đó các bạn nấu nước đường nhé. Các bạn nấu nước đường thì để ủ thì là 200 đến 250ml nước cho. Sau đó các bạn cho thêm là 120g đường hạt trắng. Thì các bạn đun cho nó sôi. Sau đó thì các bạn sẽ đổ vào. Mình sẽ ủ cái nồi chân trâu này bằng nước đường. Thì mình sẽ ủ bằng cái nước đường này ấy, thì là nó sẽ không, cái chân trâu nó sẽ không bị dính lại với nhau. Thứ hai nữa là cái chân trâu này nó sẽ luôn dai với dẻo.
là trong khoảng từ là 8 tiếng đầu thì nó sẽ rất là dai và dẻo. Mình chỉ sử dụng tối đa là từ đến 10 tiếng. Bởi vì tiếng thứ 8 đến thứ 10 thì nó vẫn còn ngon, nhưng mà nó không sẽ không ngon bằng từ 8 tiếng đầu. Sau đó các bạn có thể cho thêm một xíu cái sirup đường đen nhé, chỉ dùng một ít thôi, để cho cái chân trâu này nó được thơm hơn. Đấy, các bạn khuấy đều cho cái đường đen với cái nước đường này nó hòa quyện vào nhau. Đấy, như các bạn có thể thấy ở trên video hiện tại nó đang là rời tách rời nhau, thì là trong khoảng 8 đến 10 tiếng thì cái chân trâu này nó sẽ không không thể là dính lại với nhau, bởi vì cái nước đường mình đang ủ là bằng nước đường. Nếu mà các bạn ủ bằng cái sirup nguyên cái sirup đường đen ấy thì nó sẽ là dính nhau, bởi vì nó không có cái sự nó luôn dính với nhau, bởi là cái đường nó đang gọi là nó đặc quẹo quá ấy, thì là nó dính. Với lại thứ hai nữa là nếu mà các bạn là ủ bằng đường trực tiếp ấy, thì nó cũng sẽ không có cái dạng chất lỏng, cho nên là nó cũng sẽ là dính lại với nhau. Bên cạnh đó thì ủ theo hai cái cách đó ấy, thì là cái chân trâu của mình thì lúc mà mình cho vào đá cho vào cái ly để cho đá vào cho sữa vào ấy, thì cái chân trâu nó sẽ bị cứng lại, chứ nó không không dai và không dẻo và không cũng không mềm. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý về cái cách ủ, quan trọng là ở cái chỗ mình ủ thôi. Thì cái video này đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn có câu hỏi nào thì cứ bình luận trên video cho mình nhé.